Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đêm 25 tháng 5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở 11 đến 14 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hoạt động của gió Tây Nam cường độ mạnh. Đây đều là hai hình thái thời tiết gây mưa. Do vậy, nhiều ngày qua, khu vực tỉnh có mưa trên diện rộng. Từ sáng nay, nhiều nơi trong tỉnh có mưa to, một số nơi còn xảy ra ngập úng như thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu do lượng mưa lớn. Đêm nay và ngày mai, nhiều nơi trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm một ngày. Trong cơn dông có thể xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Đài khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo đợt mưa dông trên diện rộng này còn kéo dài đến hết ngày 27 tháng 5, sau đó giảm dần. Đề phòng ngập úng ở một số vùng trũng thấp và đô thị do mưa lớn. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng yếu, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 5 cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ, có lúc động. Tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 5 năm 2021, mực nước cao nhất 375 cm xuất hiện lúc 13 giờ, thấp nhất 60 cm xuất hiện lúc 20 giờ.